rất lâu lại có con Omni này, Pioneer 6007. Và con Omni này thì rất nhiều người muốn mua bởi vì nó vừa tiền vừa tầm giá mà lại được hãng hay Pioneer. Tôi có những con này thì đăng hết đâu khách đến đây. Pioneer 6007 xin nhắc lại chỉ có đúng một con nhé. Hàng bãi đẹp long lanh luôn, khóc cạnh không hề sức mẻ một chút nào. Nắp trên thì còn rất là vuông vức. Nếu muốn đẹp hơn thì sơn lại cái nắp màu đen thì cực kỳ dễ luôn. Màu đen mua chai sơn tầm 30.000, chai sơn xịt đấy. Bán giá 2,8 triệu đồng thôi. Loa A, B, A cộng B. Nó là Omni dai ngắn của Pioneer. Trên Omni có chỉnh bát chép đầy đủ, cân loa. Tông nhạc thì phải gạt xuống thì mới có tác dụng của bát chép, các đường vào âm thanh. 2,8 triệu đồng hàng bãi nguyên zin, bảo hành chất lượng. Còn quá đẹp luôn. Cái nắp bên trên không tính các bác nha, muốn đẹp thì sơn lại thôi. Áo X, loa A, loa B, A cộng B, 4 đến 16 ohm, 90W, điện 100V, sản xuất tại Nhật. 2,8 triệu đồng. Rất lâu tôi mới lại có để phục vụ các bác. Có đúng một con thôi, nên là bác nào không mua được cũng phải thông cảm. Còn âm đi này, đây tôi mở vào đôi loa bát rất to 3 lần, vẫn chơi tốt nếu nghe nhạc vàng. Ba trái, ba phải. Khiến người tên duyên đau khổ muôn. Mặt tiền còn long lanh. Rất đẹp ở xóm đào, những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Xin nhắc lại giá 2,8 triệu, giá cực kỳ rẻ cho các bác chơi một mẫu âm ly hàng dòng của Pioneer. Nghe nhạc vàng cực kỳ hợp luôn. Và xin cảm ơn khách hàng ở xa đặt cọc 1 triệu vào tài khoản là tôi gửi hàng đi qua nhà xe hoặc là bưu điện, phí vận chuyển 10 triệu. Xin cảm ơn. Phút giây ban đầu tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu.